Việt Nam có nguy cơ thiếu điện từ tháng 4 trở đi do thiếu than. Tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang có nhiều khó khăn và thiếu hụt lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký, nguy cơ thiếu điện đang hiện hữu. EVN cho truyền thông nhà nước của Việt Nam hay là thông tin trên trong thông báo phát đi ngày 30 tháng 3 có liên quan đến việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Theo EVN thì hiện hàng loạt các nhà máy nhiệt điện như là Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duy Hải 1 chỉ đủ vận hành một tổ máy ở mức 60 đến 70% công suất. Riêng nhà máy Hải Phòng chỉ cho chạy một trong bốn tổ máy do thiếu than. Lượng than tính đến hết tháng 3 năm 2022, EVN chỉ cung cấp được 4,49 triệu tấn trên tổng cộng 5,58 triệu tấn theo hợp đồng đã ký, nghĩa là lượng than thiếu hụt lên tới 1,36 triệu tấn. Trong thông báo thì EVN đã xác nhận toàn hệ thống điện của quốc gia thiếu hụt đến hơn 3.000 MW là nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện. EVN qua đó cũng cho biết là nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi là rất lớn. Trong khi đó thì thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô năm 2022 sắp tới, nên việc sản xuất điện là nhiên liệu than đóng một vai trò hết sức quan trọng để bảo đảm cung cấp điện cho khu vực miền Bắc.